Chào các bạn, video của mình hôm nay sẽ nói về vấn đề thực tập sinh một năm thì có được chuyển sang tổ quốc tế nô hay không. Câu trả lời của mình sẽ là được. Thực tế thì đã có hồ sơ của bạn thực tập sinh một năm chuyển sang tổ quốc tế nô ngay tại Nhật này. Vậy thì thủ tục gồm những cái hồ sơ gì và các bạn cần phải làm gì? Bây giờ mời các bạn theo dõi hết cái video của mình nha. Trước tiên hết là mình xin giới thiệu cho các bạn, ở đây là cái tấm thẻ ngoại kiều và bạn này là thực tập sinh một năm ở Nhật Bản. Các bạn, bạn này xin sang Tokute Gino thì lúc mà xin thì rất là bối rối, không biết là xin có được hay không, nhưng mà kết quả thì đã được rồi nè. Đây là thực tập sinh một năm, được cái visa một năm luôn đó. Rồi ở đây là trong hộ chiếu của bạn có giấy chứng nhận là chỉ định được cái tư cách visa Tokute Gino đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói các bạn những cái hồ sơ gì cần để chuẩn bị xin Tokute Gino nha. Bạn cần đó là hộ chiếu bản gốc, thứ hai là thẻ ngoại kiều, thứ ba là giấy khám sức khỏe. Thì giấy khám sức khỏe này nếu như mà ở công ty các bạn vừa mới khám khoảng trong vòng 2 tháng á, thì các bạn lấy cái tờ kết quả đó các bạn sử dụng được luôn. Còn nếu như mà đã quá 2 tháng rồi á, thì các bạn đi khám sức khỏe ở bệnh viện ở Nhật này ha. Rồi tiếp theo là ảnh 34 nè. Thứ năm là giấy báo cáo thuế tại Shiakuso, nơi cư trú. Có tên gọi là Kaze với lại là Noze hay là Hikaze Someso. Các bạn lên nói họ lấy cái tờ này, Kaze, Noze hay là Hikaze Someso, thì các bạn trả một cái tờ giấy như vậy khoảng 200 hay là 300 yên gì đó. Rồi hồ sơ thứ sáu là các bạn cần cái bản copy hay scan thẻ bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm quốc dân mà các bạn đang có. Tiếp theo nữa là Shuminyo là cái giấy chứng nhận các bạn đang cư trú tại địa phương. Thứ 8 đó là bản tổng kết thu nhập của năm gần nhất. Tức là các bạn làm việc một năm cho nên năm gần nhất sẽ là năm vừa rồi các bạn thu nhập á. Gọi là Genshin Choshu, nó có hình dạng như thế này. Rồi, cái tờ này gọi là Genshin Choshu đây nè. Đó là cái tờ này là công ty đưa cho các bạn mỗi lúc mà cuối năm là họ phát cho các bạn cái tờ giấy này, là tổng kết thu nhập cả một năm của các bạn đó. Thứ 9 là giấy chứng nhận hết thời hạn thực tập sinh, gọi là Studio Someso á. Đây là giấy chứng nhận nè. Cái này là giấy chứng nhận hết một năm của các bạn thực tập sinh một năm đó. Có con dấu của công ty và nghiệp đoàn nha. Tiếp theo số 10 là giấy chứng nhận chứng chỉ thi đỗ tay nghề Tokute Gino. Ví dụ như các bạn thi các ngành điều dưỡng, cai gồ, nông nghiệp hay là gì đó thì có kết quả đó, các bạn in cái tờ kết quả đó ra là sử dụng được rồi nha, không cần phải có cái mộc đỏ gì hết trơn á. Còn đối với những bạn mà có chứng chỉ thi Tokute Gino của ngành sửa chữa bảo trì ô tô á, thì họ sẽ không cấp cho các bạn, mà nếu như các bạn đã đổ rồi thì nhờ cái nơi mà làm giấy tờ cho các bạn xin giúp cho các bạn. Rồi số 11 là giấy chứng nhận thi đỗ tiếng Nhật. Nếu như các bạn thường á, đối với thực tập sinh 3 năm á, các bạn đi cùng ngành á, thì không cần chứng chỉ tiếng Nhật. Nhưng đối với thực tập sinh của một năm, thực tập sinh một năm á, cho dù các bạn đi cùng ngành hay là trái ngành thì cũng đòi cái giấy chứng nhận thi đỗ tiếng Nhật là JLPT hay là JFT Basic nha các bạn. JLPT thì là bằng N4, còn JFT Basic là bằng A2 nha các bạn. Rồi, hồ sơ thứ 12 là cái sơ yếu lý lịch lần đi đầu tiên đến Nhật Bản. Tức là bên công ty phái cử làm cho các bạn cái tờ CV là sơ yếu lý lịch trước khi mà các bạn vào cái lúc mà các bạn phỏng vấn đi Nhật đó, thì là cái tờ đó các bạn liên hệ với công ty phái cử xin nha.
Rồi thứ 13 là bản copy sổ Nenkin phần có số. Sổ Nenkin là cái cuốn màu xanh xanh đó các bạn. Các bạn copy cái phần mà có số ở trong đó ha. Rồi đây là 13 cái hồ sơ mà các bạn cần phải chuẩn bị. Mình chúc các bạn thực tập sinh 1 năm nhanh chóng có việc làm nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha.